Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của Xưởng Tường Gỗ. Và ngày hôm nay thì em muốn đem lên giới thiệu đến cả nhà ba tác phẩm Phượng Hoàng Lửa ở ba chất liệu gỗ khác nhau, hàng được đục rất là đẹp và sắc nét. Và tác phẩm đầu tiên được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai, có mã TLV372, có kích thước cao 82, cao kỷ cao 97, ngang ở đây là 55 và bề dày của tượng là 15, còn tính bề dày cả kỷ thì sẽ là 21. Hiện tại đục ra rồi vẫn còn nặng 11,5 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 12 triệu đồng cho tác phẩm này. Và em sẽ quay từ diện trước một vòng để cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Một tác phẩm được làm từ gỗ cẩm lai vân rất là đẹp các bác nha. Hàng làm tứ diện đục canh bong rất là mỏng và tỉ mỉ từng chi tiết một. Và để tìm hiểu kỹ hơn về tác phẩm này thì em sẽ quay kỹ hơn để giới thiệu đến cả nhà nha. Và Phượng Hoàng Lửa là một biểu tượng phong thủy, là một linh vật rất là linh thiêng. Và trong văn hóa của phương Đông thì Phượng Hoàng là một trong những bộ thuộc nhóm tứ linh các bác nhá, đem lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời. Và ở tác phẩm này thì từng cái nét đục canh bong khi mà em quay sát vào để giới thiệu đến cả nhà, đó chính là những cái đôi chim sẻ đang tung cánh bay. Ở trên này thì là bên này là khóm hoa phù dung các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy là cái độ đục mỏng này, đục mỏng và rất là tỉ mỉ của người nghệ nhân khi mà đã tạo ra một tác phẩm rất là tuyệt vời các bác nha. Những cái bông hoa nở rộ, những cánh hoa làm mỏng tanh đan xen nhau rất là đẹp. Và ở chỗ này thì em có trang trí thêm một cái vầng trăng và những cái áng mây trôi xung quanh. Ở trên này thì là một chú chim phượng hoàng. Các bác có thể nhìn thấy là từng cái nét đục rất là kỹ, từng chi tiết một và được làm rất là tỉ mỉ. Và vân thì quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đuôi đây ạ, đuôi của chim phượng hoàng cũng được làm nha các bác nhá, móc tách tỉ mỉ rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì chim phượng hoàng còn là một biểu tượng của sự tái sinh và đem lại rất là nhiều những cái niềm tốt cho gia chủ. Và khi mà các bác chúng ta sở hữu được một tác phẩm tuyệt vời như thế này thì rất là ưng các bác nha. Và tác phẩm này thì được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai. Nếu như bác nào mà chúng ta yêu thích gỗ cẩm, chơi những cái đường vân của gỗ cẩm thì không thể bỏ lỡ tác phẩm này rồi ạ. Đây ạ, các bác thấy vân không ạ? Vân rất là đẹp luôn ạ, vân kín 100%. Và bây giờ thì em sẽ sang tiếp cho các bác một tác phẩm khác để các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Tiếp đến là một tác phẩm Phượng Hoàng Lửa được chế tác từ chất liệu là gỗ hương ta. Và như các bác có thể nhìn thấy ạ, form gỗ rất là đẹp. Và đặc biệt là những cái hàng này là hàng đục canh bong tỉ mỉ, hàng tiểu cảnh nên là rất là thích hợp cho mọi không gian Việt. Và tác phẩm có mã TLV354, có kích thước cao 85, ngang 40 và sâu là 22. Em sẽ quay trước một vòng để cho các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng ạ. Và đây ạ, các bác có thể nhìn thấy là mặt sau những cái chi tiết được làm canh bong rất là tỉ mỉ. Và chim phượng hoàng là một trong những biểu tượng phong thủy số 1 các bác nhé. Và khi mà các bác chúng ta nhìn sát vào tác phẩm này, khi mà em quay sát vào để các bác chúng ta nhìn rõ hơn về những cái đường nét chạm khắc của tác phẩm này. Và chim phượng hoàng được xuất hiện rất nhiều trong nền tôn giáo. Phượng hoàng là sự kết hợp đặc điểm xinh đẹp nhất của những loài chim, và đặc biệt là đầu gà, chiếc cổ cao của chim hạc và bộ đuôi dài rực rỡ của loài chim công. Và trong phong thủy, thân hình của phượng hoàng gợi nên năm đức tính của con người: đầu tượng trưng cho đức hạnh, đôi cánh tượng trưng cho trách nhiệm và nghĩa vụ, bộ ngực tượng trưng cho lòng nhân đạo, và lưng thể hiện cho đối nhân xử thế khéo léo, và cuối cùng thì bụng biểu thị cho sự đáng tin cậy. Và chim phượng hoàng là một loài chim kỳ diệu, mang đến những cái vật nặng hơn trọng lượng của mình, và ngoài ra thì giúp cho con người có thể nhận biết nhiều hơn, tĩnh tâm bình tâm hơn trong cuộc sống. Một tác phẩm rất là đẹp với những cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Và các bác có thể nhìn thấy là những cái bông hoa được làm bóc tách rất là tuyệt vời. Và đây là gỗ hương ta mà em nghĩ là vân đẹp như gỗ cẩm các bác nhá. Những cái nét đục này chạm khắc rất là tuyệt vời. Tác phẩm TLV354 có giá bán bên em là 9.500.000 đồng cho tác phẩm này các bác nhá. Và tiếp theo thì em sẽ sang cho các bác một tác phẩm chắc đỏ đen để các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Và một siêu phẩm cuối cùng em ấp ủ để giới thiệu đến các bác, đó chính là chim phượng hoàng lửa được chế tác từ chất liệu là gỗ chắc đỏ đen. Một siêu phẩm có 102 ở trên thị trường hiện nay các bác nhá, đẳng cấp số 1 Việt Nam các bác nha. Có mã TLV365, cao 1m, ngang 1m, sâu 50. Hiện tại đục ra rồi vẫn còn nặng 25 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 55 triệu đồng cho tác phẩm này. Và như các bác có thể nhìn thấy là gỗ chắc đỏ đen là một trong những chất liệu gỗ rất là quý hiếm, giá trị và
và đẳng cấp trên thị trường hiện nay. Và khi mà em quay sát vào để các bác chúng ta cùng chiếm những đường nét thì các bác mê thôi rồi luôn các bác nha. Và các bác có thể nhìn thấy là chim phượng hoàng là một trong những biểu tượng đại diện cho ánh sáng mặt trời, hiện thân của buổi sáng và sau đó thì đốt cháy trong ngọn lửa khi đêm xuống. Và tác phẩm chim phượng hoàng lửa là một trong những bức tượng mà đem lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời, và đặc biệt là hỗ trợ cho những bác làm về kinh doanh. Chính vì vậy mà rất nhiều các bác đã lựa chọn chim phượng hoàng lửa là biểu tượng cho doanh nghiệp của mình, là một sự tái sinh, và ngoài ra thì còn thể hiện uy tín, uy quyền của một doanh nghiệp các bác nha. Và phượng hoàng lửa hay còn gọi là phụng là một loài chim linh thiêng, và trong phong thủy thì thuộc hành hỏa, và chính vì thế mà phượng hoàng lửa rất là đẹp các bác nhé. Đặc biệt là còn được làm từ gỗ trắc đỏ đen, đem lại một cái màu sắc gỗ rất là tuyệt vời, có 102 trên thị trường. Và nếu như mà các bác chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà em quay sát tác phẩm này thì những cái sải cánh sải cánh vươn rộng ra, và đầu chim phượng hoàng làm cực kỳ đẹp và sắc bén. Phần đuôi là phần đuôi của một bộ lông của chim công các bác nhá, đuôi dài và được tỉa tót rất là tỉ mỉ luôn ạ. Ở dưới thì chúng ta có khóm hoa phù dung, những cái cặp chim sẻ đang sải cánh tung bay rất là tuyệt vời. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu đến cả nhà một tác phẩm gỗ trắc đỏ đen, và trước đó thì là hai tác phẩm gỗ cẩm và gỗ hương. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm nào, hãy để lại số điện thoại ở dưới mỗi video để bên em có thể tư vấn cho các bác, hoặc chúng ta có thể liên lạc trực tiếp qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 0355678885 hoặc 0868688137 các bác nhé. Và xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tường Gỗ, hoặc truy cập website xưởngtuonggo.com để theo dõi và đặt hàng. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.